Vụ án mạng đầu tiên có những tình tiết hết sức dã man, xảy ra tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, Hà Giang. Vào rạng sáng ngày 16 tháng 8, người mẹ là Phan Mùi Mấy, sinh năm 1991, dân tộc Dao, đã xuống tay sát hại ba con ruột của mình, gồm hai cháu gái và một cháu trai. Ban đầu nghi can mua thuốc diệt chuột về trộn vào cơm cho con ăn, nhưng thấy con vẫn còn sống, Mấy liền lấy dây nhựa xiết cổ các con rồi phóng hỏa đốt nhà. Được biết, trong ba nạn nhân có cháu lớn nhất sinh năm 2011, cháu thứ hai sinh năm 2013 và cháu nhỏ nhất mới 14 tháng tuổi. Sau khi gây án xong, đối tượng đã đốt cháy ba người con ruột của mình, đốt cháy một góc nhà rồi trốn vào rừng sâu. Sau hơn 12 giờ đồng hồ, cho đến 20 giờ cùng ngày, công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ thành công nghi can. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này tỏ ra bình thản, thừa nhận hành vi phạm tội, trả lời rành rọt từng câu hỏi của cán bộ điều tra về quá trình gây án. Theo lời khai của người phụ nữ này, chiều ngày 15 tháng 8, chồng Mấy là anh Triệu Mảnh Chán, 30 tuổi, đưa mẹ ruột sang xã khác ăn rằm tháng 7. Do không muốn chồng đi nên Mấy ra sức ngăn cản nhưng bất thành. Thấy chồng quyết đi, Phan Mùi Mấy có nói: "Nếu mày đi thì đừng quay về ngôi nhà này nữa, rồi lại ra ngoài gian díu với đứa nào cho mà xem." Trong cơn bực tức, Mấy để các con ở nhà rồi đi bộ xuống quầy thuốc bảo vệ thực vật ở trung tâm xã, mua thuốc diệt chuột để trộn vào cơm đưa cho các con cùng ăn. Sau đó bốn mẹ con lên giường nằm. Khoảng 21 giờ, Mấy tỉnh dậy, thấy các con và mình không sao. Cô ta liền lấy dây nhựa xiết cổ các con rồi phóng hỏa đốt nhà. Lửa cháy, Mấy vội vàng bỏ trốn vào rừng sâu. Phát hiện sự việc, bà con trong xóm, công an xã đã nhanh chóng dập lửa. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, mọi người báo với công an huyện Xín Mẩn. Vượt qua 40 km đường đồi núi trong cơn mưa lớn, hàng chục trinh sát mất hơn 1 giờ đồng hồ đi bộ leo núi, đến 5 giờ sáng cùng ngày mới tới được hiện trường vụ án. Lúc này, lửa đã tắt, nhưng tàn khói vẫn âm ỉ bốc lên. Tại hiện trường, lực lượng trinh sát phát hiện đại thể các cháu Triệu Mùi Mùi, 5 tuổi, Triệu Vàng Tròi, 3 tuổi và cháu Triệu Thị Huệ, 14 tháng tuổi, bị lửa thiêu đã qua đời. Ngay khi xác định được nghi phạm, lực lượng công an tỉnh Hà Giang đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng. Khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 8, nghi can Phan Mùi Mấy đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi vụ việc xảy ra, anh Triệu Mảnh Chán, chồng của hung thủ, đau đớn cho biết: "Tôi không ngờ nó lại độc ác sát hại tất cả các con của mình." Được biết, Mấy mồ côi cha mẹ nên ở với chú ruột từ nhỏ. Năm 20 tuổi, Mấy gặp và lấy Triệu Mảnh Chán mặc sự phản đối của gia đình. Ở với nhau có đến 3 đứa con, nhưng giữa vợ chồng Mấy hay xảy ra mâu thuẫn. Lý do phần nhiều là do Mấy ghen tuông. Mấy cũng hay xích mích với mẹ chồng nên đã xin cho ra ở riêng từ năm 2015 đến nay thì xảy ra sự việc. Thêm một vụ án mẹ sát hại con xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Vào chiều ngày 19 tháng 4, tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, sau khi giải quyết ly hôn từ tòa án về nhà, người mẹ không giành được quyền nuôi con đã quẫn trí tìm cách sát hại cả hai đứa con dứt ruột đẻ ra bằng cách pha thuốc diệt cỏ rồi ép hai con cùng uống, sau đó người này tìm cách quyên sinh. Người mẹ được nhắc đến là chị Trần Thị Huế, sinh năm 1982. Chị này kết hôn cùng anh Nguyễn Văn Thế, sinh năm 1983. Sinh được hai con là Nguyễn Mạnh Huy, sinh năm 2008 và cháu Nguyễn Mạnh Hoàng, sinh năm 2011. Sau khi pha thuốc diệt cỏ, ép hai con uống, do cháu Hoàng không chịu uống nên chị Huế đã dùng hung khí xiên vào bụng con. Tiếp đó chị Huế ép cháu Huy cùng uống thuốc diệt cỏ. Sau khi ngậm thuốc diệt cỏ trong miệng, bé Huy chạy vội ra vườn nhổ ra và nôn, kêu cứu. Thấy vậy, bà Phượng là mẹ chồng của chị Huế từ ngoài vườn chạy vào và bàng hoàng khi chứng kiến sự việc.
Do vết thương quá nặng, cháu Hoàng đã qua đời trên đường đi cấp cứu. Chị Huế được gia đình chuyển lên bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội và cũng không qua khỏi. Cháu Huy được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sự việc người mẹ ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất từng khiến dư luận bàng hoàng một thời gian dài. Theo đó, tối ngày 18 tháng 10 năm 2018, người dân sinh sống tại khu đô thị Linh Đàm bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn giống tiếng nổ bình ga. Chạy về phía có tiếng nổ, tất cả tá hỏa khi phát hiện một thai nhi không còn nguyên vẹn nằm trước sảnh khu vực tòa nhà HH2A. Cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để truy tìm thủ phạm. Kết quả điều tra cho thấy cháu nhỏ đã bị chính mẹ ruột ném từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất. Danh tính người mẹ được xác định là Đinh Thị VA, 21 tuổi, quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đang là sinh viên năm 4 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đinh Thị VA khai nhận cô có thai khoảng 8 tháng, khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 10, sau khi đến nhà người yêu chơi thì có dấu hiệu đau đẻ nên đã vào nhà vệ sinh và sinh được một cháu nhỏ. Quá hoảng sợ không biết thai nhi còn sống hay đã qua đời là trai hay gái, VA dùng kéo tự cắt dây rốn, bỏ con ruột vào túi ni lông đen rồi ném qua cửa thông gió của nhà vệ sinh. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định cháu bé sơ sinh bị ném xuống sân được 1 ngày tuổi, nặng 2,7kg, giới tính nữ. Trong phổi đã có sự lưu thông không khí, chấn thương vùng đầu, có bẩm tụ huyết, có phản ứng sống. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháu nhỏ qua đời là do chấn thương sọ não. Ngày 23 tháng 10, cơ quan công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội sát hại hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật hình sự. Bố của nữ sinh VA cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã ra Hà Nội để lo liệu. Người nhà đã đặt tên cho cháu nhỏ. Cháu có tên, có tuổi và được đưa về một ngôi chùa ở Nam Định chôn cất. Để sau này tôi biết cháu mình ở chỗ nào và mẹ nó biết con mình ở đâu để đến mà sám hối. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 12, nhiều người dân sống xung quanh nhà Trần Thị Xuân Nhi và chồng là anh Lê Tấn Phong, 30 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, hốt hoảng thấy chị Nhi đang bế cháu Lê Trần Duy Khang, 5 tháng tuổi, con ruột của vợ chồng Nhi, trong tình trạng người cháu có nhiều vết huyết. Thấy tay Nhi đang cầm một hung khí sắc nhọn, người dân vội hô hoán, đồng thời xông vào giải cứu cho cháu Khang. Nhưng khi đưa được cháu ra khỏi tay Nhi thì cháu Khang đã qua đời. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự PC45, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Viện Kiểm sát cung cấp phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của cháu Khang là do vết thương sọ não hở, xuất huyết não, dập não, nghi do vật sắc nhọn tác động vào dẫn đến thiệt mạng. Ngay sau đó, chị Nhi đã bị cơ quan điều tra tạm giữ. Nguyên nhân chị Nhi sát hại con ruột của mình do bị trầm cảm sau sinh. Rạng sáng ngày 12 tháng 6 năm 2017, Phan Thị Trinh, sinh năm 1998, tỉnh dậy, thấy đau đầu và có cảm giác mất kiểm soát. Cô bế con trai ra cầu thang dẫn lên tầng 2 rồi thả cháu nhỏ mới 33 ngày tuổi vào chậu nước. Sau đó Trinh lấy cục than viết dòng chữ "Tao sẽ đoạt mạng cháu mày" trên bậc cầu thang. Rồi Trinh tiếp tục đi ngủ cho đến khi bố chồng là ông Vũ Đình Lăng, 69 tuổi, ở thôn Đình, xã Hữu Bằng gọi dậy. Theo lời kể của ông Lăng, ông phát hiện cháu trai nằm sấp trong chậu nước ở nhà. Khi bế lên thì cháu đã qua đời, liền chạy vào phòng gọi con dâu và con trai dậy.
cháu trai xấu số là con trai đầu lòng của Trinh và chồng là Vũ Đình Hải. Đêm hôm đó, cháu trai vẫn nằm ngủ cùng giường với bố mẹ. Sau hơn 30 giờ điều tra, cảnh sát đã xác định người gây án là Trinh, bắt tạm giam cô để điều tra về hành vi sát hại người. Quá trình tiếp xúc bị can, luật sư nhận thấy cô gái có biểu hiện tâm lý bất thường nên đề nghị trưng cầu giám định tâm thần đối với Trinh. Đầu năm 2018, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 kết luận Trinh bị tâm thần phân liệt, mất khả năng nhận thức trước, trong và sau khi thực hiện hành vi thả con trai 33 ngày tuổi vào chậu nước. Sau đó, Công an Hà Nội đã đình chỉ điều tra và áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với cô gái này. Chiều ngày 7 tháng 9 năm 2018, Phan Thị Trinh đã được trở về nhà sau hơn 60 ngày điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.